review cho mọi người có cái nón của Bulldog. Nón Bulldog nha mọi người. Đây là logo Bulldog. Nón này xịn chỗ này nè đó, mình kéo xuống và mở lên. Ở hai bên là hai cái móc cài nè mọi người. Kéo xuống, mở lên. Đó. Nón này mình mua hết là 1,5 triệu mọi người. 1,5 triệu chẵn luôn. Thì nón Bulldog này là mang phong cách của classic, nó rất là tương ứng với lại cái xe classic mình đi á, cho nên là mình chọn mua của Bulldog này. Bulldog là một nón của Anh nha mọi người, của Anh Quốc. Chiếc nón Bulldog mình cài thêm một cái GoPro của mình vào trong này. Đây logo Bulldog mọi người, bằng đính lên bằng da nhìn rất là sang luôn. Ở bên trong của nó á thì toàn bộ là bằng da mà có những cái lỗ thông khí ha. Mình đội nón này á, hay một cái là mình không hề bị ngứa đầu nha mọi người. Bình thường đội nón bảo hiểm mà ngứa đầu á là phải cởi ra gãi đúng không? Mình đội nón này thì mình chưa bị ngứa đầu như thế nào hết. Và cái những cái lỗ thông khí này nè, nó tại cho mình những cái gió á, nó vào làm cho đầu mình khi mình đội mình rất là mát, cảm giác như là không đội vậy đó. Chất liệu của cái nón này là bằng ABS, nó rất là nhẹ. Thực sự á thì nếu như mà có tiền thì chắc chắn mình sẽ mua những cái nón carbon nó cao cấp hơn, ví dụ như một cục bóp hoặc là những cái nón mà mấy chục triệu đồng. Tại vì nón mà càng mắc, nón bảo hiểm mà càng mắc á thì chắc chắn cái trọng lượng của nó rất là nhẹ. Khi mà họ đội một cái nón to như vậy lên trên đầu á, nó nhẹ giống như kiểu là không độ gì hết á, thì đó chính là cái giá trị của những cái nón bảo hiểm mà mắc tiền. Thì thực sự thì đối với mình thì mình chỉ có thể đủ điều kiện mình mua một cái nón mà của Bulldog mà size và bằng một cái giá là trung bình, với một cái giá 1,5 triệu cho một cái nón bảo hiểm full face như thế này. Thì ở đây là mọi người nhìn thấy kỹ ở đây không? Có ba cái lỗ, mặc dù là mình đã gắn cái GoPro mà ở đây có ba cái lỗ thông khí nè. Ba cái lỗ thông khí này mặc mục đích là gì? Khi mà mình ràng xuống nó xuống như thế này, khi mình đi xa mình bỏ cái kiến xuống thì mình nói chuyện ở bên trong này đúng không, hoặc là mình thở ra thì khí của mình nó sẽ chạy ra khỏi chỗ này, khi đó nó không làm bị nhòa, không bị làm bị hà hơi ở trên đây. Thì đó chính là cái mà giá trị hay nhất của cái nón này mà mình đang sở hữu trong tay. Review cho mọi người biết về bún đó thôi. Mình đi mình xài nón này được tính là được gần tuần rồi thì đối với mình rất là ok ha mọi người. Mình khá là thích cái nón này. Mình tính mua màu trắng á, cuối cùng không có, mình có màu vàng. Thực ra màu vàng mình đội càng đẹp hơn. Thế là mình chọn đó. Thì review cho mọi người như vậy. Cộng với lại cái pad gắn sẵn, review cho mọi người cái pad gắn GoPro trên này nè. Nó có một cái lớp cao su ở dưới, mình gắn ở bên HT camera mọi người. Mấy anh bên đó làm cho mình một cái miếng cao su ở dưới đây để cố định cái nón lại, xong rồi sau đó họ mới gắn cái mount của cái GoPro lên trên cái miếng cao su này. Và cuối cùng là mình sẽ gắn cái GoPro của mình lên trên đây như bình thường. Khi nào mình thích xài thì mình thích thì mình gắn lên, rồi không thích thì mình tháo ra, nó giống như này. Mình bóp cái đầu ở trên này thôi. Thì sau đó nó chạy xuống. Rồi mình đã có một cái GoPro bình thường, mình có thể đi quay mọi nơi như thế này. Đó. Thì đó là cái mao review cho mọi người cái nón bảo hiểm cũng như cái mao gắn của mình. Tranh thủ lúc mà đang nghỉ ngơi buổi trưa. Và bây giờ mình rót nước được rồi thì bây giờ mình sẽ uống nước thôi mọi người. Uống cái ly nước lạnh hồi nãy mình đã rót từ trong bình ra.